Bơ tươi rồi, Egypt. Vâng, đây là kèo đánh mà chính vừa nãy chính Destiny đã cầm. Egypt đã thua trước Mỹ Đình, cầm pơ. Làm trận thi đấu này thì sao? Vâng, không đóng được gờ bên dưới. Vị trí đẹp nhất thì có một con dốc. Vâng, đã có xe giò. Vâng, Persian dân tộc lợi ép đòi, hy vọng rằng cái xe giò nó sẽ giúp cho Destiny tìm được nhà của đối phương sớm, công nhà sớm. Vâng, nói chung là bình luận những trận đấu của Destiny trong một ngày mà Death không may mắn, tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Vâng, Persian không đồ lùa về, gỗ đầu xa. À vâng, đây, anh dò lỗi cái bảy hiệu đầu. Vâng, sao, sẽ thành một cái S nhân đôi. Bảy hiệu đầu sẽ được ăn ở cái S ăn vàng. Vâng, cái S đẹp rồi. Vâng, Persian. Vâng, khi cầm Egypt VR thì toàn ăn ba heal. Nhưng đến khi cầm Persian thì lại bài ăn hai bãi quạt phụ. Vâng, lợi thế lên sớm của Persian coi như đã mất. Chúng ta hãy xem Death sẽ làm gì. Vâng, hơi đáng tiếc anh dò lỗi còn bảy heal đầu. Vâng, vẫn còn một bãi quả, một bảy heal nữa. Chúng ta chờ xem. Vâng, 840.
Donna E. Omar. Omis. 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 Yuri. Omis. Donna E. Oklahoma. Yuri. Omis. Omar. Donna E. Homus. Rogan. Homus. I take Oklahoma. Yuri. Ebertalama. Donna E. Ebertalama. Hona Erick. Donna E. Oklahoma. Ebertalama. Rogan. Ebertalama. Homus. 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 Ready, Alamaz. Arik. Papadakis. Yuri. Yuri. Alamaz. Homus. 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 Ita. Donna E. Alamaz. Homus. Yes. Papadakis. Erickas. Oklahoma. Papadakis. Hogan's. Alamaz. Homus. Hilary. Donna E. Alamaz. Homus. Homus. Isaac. Fritkin. Erickas. Donna E. Hilary. Alamaz. Homus. Fritkin. Erickas. Fritkin. Hogan's. Oklahoma. Homus. Fritkin. Papadakis. Oh. Oh. Darwin. Yuri. Alamaz. Homus. Don Alamaz. Homus. 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 Ready. Papadakis. Rutkin. Arrictus. Papadakis. Arrictus. Papadakis. Arrictus. Rutkin. Rutkin. Rogan. Homus. Papadakis. Onan. Rectus. 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 Papadakis. Rectus. Papadakis. Darwin. Homus. Homus. Papadakis. 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 Donna E. Darwin. E. Rectonic. Quay trở lại trận thi đấu thì Persia chuyển được cung A, nhưng đây là những con cung R, những con hỗn mã Egypt. Cung R của Egypt. Vâng, cung A, cung R đã tầm xa 2. Vâng, có đứng trên dốc kia và nây chờ không? Vâng, đi cung A cần phải tập trung hơn. Rất nhiều gỗ thừa dành cho Destiny. Anh có đóng thêm ruộng hay không? Dead đang thừa khá nhiều gỗ. Vâng, cần phải đóng thêm ruộng. Dead cần phải đóng thêm ruộng và nếu cung R đi ra được khỏi nhà thì sẽ đi rỉa rói nông dân. Một trận thi đấu mà 1L
Chuyển A sớm. Vâng, Death không điều R mà tập trung bắn. Khó rồi. Vâng, bị vẩy E. Chơi tốt. Vâng, kém một tầm xa. Rõ ràng sự khác biệt từ còn cùng R Egypt là quá lớn. Vâng, dám mà có một cái tầm xa 2 cho Persian. Một cái ruộng. Vâng, thời điểm này anh có sản ra thêm 1-2 con lạc đà không? 1-2 con lạc đà để chài. Hoặc nếu chém thì được cộng đàm cũng không phải là một phương án tồi. Vâng, cứ đánh thuần cung Nga. Đối đầu với Egypt trong khi không thể đánh được ở thế công thì rất là khó. Vì sức phát triển của Egypt là tốt hơn nhiều. Vâng, 46 dân như vậy tham đè là tham dân thôi. Nhưng nếu như tham đè là tham dân mà không có đúng, không chuyển từ thủ sang công một cách đúng thời điểm thì sẽ rất khó dành cho Death. Vâng, Kene để biết đội bạn đứng đâu. Đây rồi, rồi Egypt đứng vào trên một con dốc con. Vâng, Death đã sàn chém. Vâng, bây giờ thì có thể đẻ những con ngựa chém cũng được. Vâng, các bạn thấy lợi hại đến từ một con chém thôi. Đã đẩy lui. Vâng, cùng R cơ động hơn quá nhiều. Khó rồi. Vâng, 46 dân. Mỹ Đình không hề vớ vẩn. Vâng, Mỹ Đình bây giờ chỉ có đi rỉa giói và đứng ở nhà sóc dân. Ăn một chút vàng lên cái đầu máu cho những con R Egypt. Cùng Persian hết cửa. Nói chung thì đánh trong những map line như thế này thì những game thủ ép đời số má kiểu như... Vâng, tôi cứ tưởng là đi lỗi. Nhưng không. Mỹ Đình không phải con gà. Vâng, có chém lao vào. Vâng, hơi nhiều vàng đến từ Death rồi. Bây giờ phải công ao ạt lên thôi. Nây trò luôn. Đúng rồi, thôi xong. Vâng, đánh Persian kiểu này thì hết dân. Không đổi được nhà. Khi cùng R Egypt là khác biệt. Vâng. Tỷ số là... Vâng, tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ hai. Tỷ số 2-0 trận đấu thứ hai, các bạn chờ đợi ít phút để đến với trận đấu tiếp theo. Sẽ rất nhanh.